chào bạn đã quay lại với channel mình. Ok, quay lại với game AutoChess Mobi nha. Ok, rồi. Wow. Heaven Bummer. Thì vậy thường ngày cũng được, nhưng mà thôi chắc mua Heaven Bummer để vô. Và dạo này đi phép khỏe quá bạn ơi. Dạo này đi phép nó khỏe quá đi. Nó nằm ở cái trạng thái mà giống như là bây giờ bà, ông nào mà ôm được phép rồi đó thì nó tự tin hơn hẳn liền. Ông nào mà ôm được phép rồi là nó tự tin hơn, kiểu giống như là 300% công lực vậy đó. Kiểu giống như là thằng nào mà ôm phép rồi là có vẻ như vậy luôn. Bây giờ 4K không ăn thua, 4K không ăn thua, tại vì cái trang bị của cái thằng phép đó, nó mang lại một cái lượng, đặc biệt là cái bảo nó còn đã, thí dụ như bạn đi 6 phép đã có trừ kháng phép mà 4K không thể bù đắp được rồi, mà nếu bạn có bảo nó còn trừ thêm cho bạn 30% nữa và nó tăng thêm cho nó 30% sát thương nữa thì nó lại quá nhiều đi. Đặc biệt là nếu mà nó còn lên được rất nhiều cái sát thương phép nữa thì cái đó nó giống như là đã, cái chỗ nó yếu rồi, cái chỗ đó là bạn không thể bù đắp được rồi, là cái lượng sát, cái lượng mà trừ kháng phép của 6 phép hoặc là 9 phép đó là không thể bù đắp bằng bất cứ thứ gì được, ngoài cái việc là dù của bạn có lên đồ giống như là bạn lên cái gì quên rồi, cái vận mệnh thì nó cũng chỉ có một con thôi, và nó trong cái khoảng thời gian đó thôi giảm được nhiêu đó sát thương thôi, nó không thể bù đắp bởi cái là cái trừ kháng phép rồi. Mà nó thêm vô một cái nữa là sao, là thí dụ như bạn lên được cái trang bị mới, kháng phép mới đó, là cái trang bị mà gọi là vực thẳm đó, thì nó cũng đòi hỏi rất nhiều cái áo choàng, mà cái áo choàng nó phải dễ kiếm bạn, cho nên là cái việc mà lên được cái vực thẳm đó, đó là cũng là một cái khá là căng thẳng rồi. Còn nếu mà lên được vực thẳm rồi á thì chính phép nó vẫn không, dù chính phép 4K và vực thẳm cũng không thể bù đắp được cái lượng mà trừ kháng phép nữa. Rồi thêm vào đó nữa là sao, nó còn có cái trang bị là nó trừ kháng phép cộng thêm vô cái bộ nữa, rồi thêm vào đó là nó tăng sát thương nữa, kiểu giống như là cái điểm yếu đó là nó bị điểm quyệt vô rồi, mà bây giờ nó còn tăng thêm lực điểm quyệt nữa vô cái điểm yếu đó không thể bù đắp được. Cho nên là bộ phép bây giờ nó mạnh ở cái chỗ là nó kiểu giống như là hồi trước cái lỗ hổng mà kháng phép á của chính phép á là không thể bù đắp rồi bằng bất kỳ thứ gì, kể cả 4K thì cũng không thể bù đắp được cái lượng mà trừ kháng phép rồi. Bây giờ nó còn có thêm trang bị trừ thêm vô nữa, là trừ thêm vô kháng phép nữa, rồi còn tăng thêm sát thương phép nữa. Rất là khó khăn cho những cái thằng khác. Mà nếu như mà muốn gọi là đụng độ với lại phép, hôm qua thì mình có nói về cái tỷ lệ thắng, thì bây giờ bạn cũng đã có thống kê tỷ lệ thắng rồi đó, bạn nào có thể lên xem đi. Có thống kê tỷ lệ thắng từ nhà phát hành rồi đó, thì bạn sẽ thấy bài phép nó có tỷ lệ thắng lên tới 57%. 57% là một cái gì đó nó kinh khủng bạn hiểu không? Một bài phép mà nó lên tới việc mà 57%, nhưng mà 57% này nó chưa có phải là bài một bài phép chuẩn đó nha. Nó chưa có phải là một bài phép chuẩn, mà cái này là một bài phép nó đơn giản thôi, nó cơ bản, chưa phải là thượng đẳng nữa đó, là đã tới 57% rồi. Nhưng mà nó được có một cái meta này, chúng ta lại phải vác ra một cái bộ gọi là kỵ phép, gọi là kỵ phép nhất luôn là sao, bộ Knight. Bộ Knight là thằng phép là nó rất kỵ bộ Knight. Tại sao? Lúc mà thằng Knight nó búp siêu lên đó, thì nó tăng một cái lượng kháng phép, nó tăng một lượng kháng phép. Nếu như mà thằng phép không đủ xanh đó thì cái siêu đó nó sẽ giúp cho thằng Knight sống được rất là lâu. Thêm vào đó nó có thêm trang bị hồi máu nữa. Bây giờ mình nói thiệt luôn, nếu như mà bạn là một thằng Knight, bạn lên được cái vực thẳm thì có khả năng bạn ăn thằng phép rất rất cao. Có khả năng mà ăn thằng phép rất cao. Nhưng mà nó lại có một vấn đề nữa là sao, Knight này á, là một cái dạng Knight phải xanh. Knight 10 tướng và quên, Knight 12 level. Knight này là Knight phải xanh, và đặc biệt là phải, bây giờ thì bạn biết rồi đó, cái trang bị hút máu từ hiệp 25 trở đi thì nó mới có. Thì nó 25 trở đi thì nó mới có trang bị hút máu. Nếu như mà bạn xui á, bạn đi Knight mà bạn xui á, là sao, là bạn không ra cái mặt nạ đỏ đó thì team bạn không có hút máu luôn. Bạn xui á nha, xui mà đen á là nó ra bài như vậy là sao, team bạn không có hút máu miếng nào luôn.
Nó Knight nó bị thất thế ở chỗ đó thôi, chứ còn nếu như mà so về cái những cái khác đó, thì Knight là thằng khắc chế phép rất là ngon, và cộng thêm cái trang bị mới là cái trang bị vực thẳm nữa thì nó sẽ làm một thằng phép cũng khá là đau đớn trong cái meta này. Nhưng mà mất một cái là sao, nó không có hồi máu được. Nếu như mà cái trang bị hồi máu cùng lúc trước đó, thì bây giờ nói chung là thằng phép cũng không mạnh lắm đâu. Nếu mà vậy bam Knight thì vẫn ok. Knight nó có tỷ lệ thắng tới là hình 59%, rất là căng, rất là căng. Nhưng mà cái tỷ lệ chọn của thằng bộ Knight nó rất thấp. Nó thấp hơn cái thằng chính gọi là đi phép rất nhiều. Đi phép tỷ lệ chọn lên tới 7.78%, là thí dụ như là 7.78% là gần như là vào trận là bạn sẽ thấy một thằng hoặc hai thằng có bộ bài phép này. Tỷ lệ chọn rất cao. Tỷ lệ chọn rất cao luôn. Nhưng mà tỷ lệ thắng thì nó là tỷ lệ thắng thì nó thấp hơn thằng Knight một chút xíu. Nhưng mà nó lại có cái xếp hạng trung bình khá là ok là 1.92, là khả năng cao là bạn chỉ nằm trong top 3 nếu mà bạn đi bài phép. Top 3 hoặc top 4 đó. Còn bộ Knight thì tỷ lệ chọn nó thấp hơn nhiều, nhưng mà tỷ lệ xếp hạng á, thì nó cũng cũng cũng, cũng tỷ lệ vào top á, nó cũng ok 59%. Thì đó là một trong những cái bộ mà mình cần phải nói tới, với thêm một cái bộ mà nó có tỷ lệ thắng ở ở, ở cũng khá là kinh khủng. Mà cái này mình thấy tỷ lệ thắng này nó hơi ảo, cái tỷ lệ thắng này nó hơi ảo, tại vì tỷ lệ chọn của này nó có 0.90% thôi, là hai trận thì bạn mới gặp một thằng như vậy. Là bảo Knight Witcher. Knight Witcher này là sao? Knight này là Knight búp, còn đồ là dồn đồ cho Witcher, đặc biệt là kiếm hồn. Đặc biệt là kiếm hồn. Tại sao mình phải lấy Knight đi Witcher? Tại sao tụi nó muốn tận dụng cái bộ cái búp của Knight? Bạn biết rồi đó, 6 Knight bây giờ là nó búp cho toàn team. 6 Knight là búp cho toàn team, cho nên tụi nó muốn lấy cái búp này nè để nó búp cho kiếm hồn, phong linh gì đó tùy. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà nó đã ghi Knight Witcher á, thì khả năng cao là chúng ta sẽ set up về bờ kiếm hồn 2. Chứ còn mà đi phong linh ma hóa thì nó sẽ mất đi một cái lợi thế kha khá. Nếu mà như là mình mà đi theo cái dạng là Knight Witcher nè, thì chúng ta sẽ đi set up về kiếm hồn 2 nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Đó, kiếm hồn 2 xong rồi đi 6 Knight để búp cái shield cho kiếm hồn. Kiếm hồn thì bạn biết rồi đó, bây giờ thì nó lên full đồ, lên full thủ với lại lên full lên cái rìu, cái rìu cuồng chiến tốc đánh cũng được. Chứ còn là lên hồi trước á, kiếm hồn meta là nó hay lên cái quyết trượng. Kiếm hồn meta hồi đó lên hay lên quyết trượng, nhưng mà bây giờ cái quyết trượng không có dùng cho kiếm hồn được nữa rồi. Tại vì bây giờ cái quyết trượng là nó tăng sát thương phép chứ không phải là sát thương kỹ năng nữa, cho nên là cái kiếm hồn bây giờ nó không có được búp từ cái quyết trượng nữa, cho nên là có thể lên bù vào hai trang bị thủ cũng hay. Lên bù hai trang bị thủ thì cũng giúp cho con kiếm hồn nó trâu hơn, nó sống được trong giao tranh nhiều hơn, nó biến nhiều hơn, cũng ok. Đặc biệt là kiếm hồn bây giờ nếu mà là mình thì con kiếm hồn này mình sẽ lên một cái tù và, mình sẽ lên một cái tù và nó sẽ rất là ok luôn. Tại sao nó lại ok? Tù và là một trong những cái trang bị búp hồi máu cho team rất là lớn, và đặc biệt nếu như mà bạn đầy máu á, và bạn hồi thì bạn sẽ có thêm 500 máu ảo nữa. Con kiếm hồn này bạn biết rồi đó, khi mà nó ân tiêu thì cái chém đầu tiên của nó là đam rất là to. Mà đam to thì sao? Đam to thì khả năng hồi máu của nó cũng to, cho nên có thể nó vừa dịch chuyển luôn, nó qua bên kia là nó ân tiêu liền luôn, là có thể là cây máu nó chưa mất đồng nào luôn, nó chưa mất giọt nào luôn, mà nó chém cái đầu tiên là thế nào nó cũng hồi vô máu ảo. Nó cũng hồi vô máu ảo, cho nên là có vẻ như là gặt cái đầu tiên là có máu ảo luôn, cho nên con kiếm hồn rất là trâu. Đó, vậy thôi, cơ bản mình chỉ phân tích như vậy thôi là bạn tự hiểu được rồi. Đó là tại sao cái tù và lại khá hợp với con kiếm hồn, rồi đặc biệt là sao? Tù và mà kết hợp với những dịch chuyển nữa thì con kiếm hồn nó sẽ có mana rất là sớm. Ân tiêu sớm là tuyệt vời luôn, không có gì phải phải đáng nói. Tại vì sao? Cái tù và nó đã cộng 40 40 rồi. 40 mà gọi là mana rồi, xong cái những dịch chuyển qua kia cộng 50 nữa là 90 rồi, khả năng cao là dịch chuyển xong là nó có kỹ năng luôn, là nó ân tiêu liền luôn. Xong cái chặt đầu tiên của kiếm hồn thì nó hồi máu là nó hồi vô máu ảo luôn. Rồi, tuyệt vời. Chỉ nói tới đó thôi là chúng ta thấy nó bắt đầu nó ok hơn rồi đó. Thì cái bộ này thì cũng đi với phép cũng khá là ngon, nếu như mà kiếm hồn giặt đúng con. Và bên kia không đi theo cái kiểu là
không có lên được một số cái trang bị đặc biệt, thí dụ giống như là bão bùng rồi này kia, hoặc là cái thể loại mà dạng là hack á. À, cái gậy hack bây giờ hack rất là ảo luôn, khả năng cao nó chỉ hack vô những con mà carry của bạn thôi, rồi rất là tuyệt vời luôn á. Kiểu như bây giờ lên không có cái gì á, bạn có mấy cái đồ mà dởm dởm á đó, bạn ghép gậy hack luôn, mặc dù là bạn không có cần sát thương phép đúng không, nhưng mà bạn cứ ghép cho mình để làm gì, trang bị mang hiệu ứng khống chế. À, trang bị mang hiệu ứng khống chế cho nên là cầm cái gậy hack đi cũng tự tin đó mà, tự tin. À, wow. Đi qua lốc thôi, ngủ quá. Wow. Lên được gấu assassin mà bạn biết rồi đó, bây giờ kháng phép ở quên hút máu là không có rồi, cho nên bây giờ đi warlock là hợp lý nhất. Đi warlock là hợp lý nhất luôn, nếu mà đi gấu đi warlock, 6 warlock là ok lắm luôn á. Bài gấu thì bài này gấu mình mới có 3 gấu thôi, chờ lên 4 gấu thì có vẻ hơi lâu, nhưng mà nếu như mà thằng nào mà gọi là dởm dởm thì mình vẫn ok được, có tại con gấu assassin của mình lên 2 sao rồi đó, nó lia rất là lẹ, thấy chưa. À, chưa có đồ luôn nha bạn, chưa mình chưa chọn món đồ nào, mình không biết là bài này mình có nên đi gấu assassin hay không, hay là phải đưa đồ cho con khác. Chết tiệt thiệt, bài nhìn thấy muốn bệnh luôn á. Nhức đầu luôn bạn, nhìn thấy vô nhìn chứ con bài vô nhức đầu luôn, tại vì đi gấu bây giờ không phải là meta nha. Đi gấu bây giờ không phải meta đâu bạn, bây giờ mà đi gấu thì đúng kiểu là trái meta luôn, nghịch mùa vậy đấy. Nhưng mà nếu mà thắng được thì cũng gọi là ok, cứ đi bộ nào mình không cần biết, bạn xanh là bạn thắng. Chứ không có phải nói là tao mày phải đi meta mày mới thắng, không, chưa chưa, cái đó gọi là vế đầu thôi. Bạn đi meta bạn hỏng xanh bạn cũng thua nữa đó, cái đó mới gọi là vế đầu của câu chuyện thôi, còn hết câu chuyện luôn là nói vậy nó mới đúng nè. Meta mày dễ thắng hơn, mày dễ thắng hơn, còn thắng được hay không nó là cái chuyện khác nữa nha. Thắng được hay không là cái chuyện khác, chứ không phải cứ meta là thắng nha. Khác nha, khác biệt dữ lắm luôn á. Cái đó là điều kiện cần thôi, bài meta mày dễ thắng thôi chứ chưa chắc là thắng. Chưa chắc là thắng, đâu phải meta là thắng đâu bạn. Meta mày còn phải đòi hỏi, thí dụ mà meta mày phải đi có đồ, mày phải xanh. Thí dụ như bây giờ meta đi, mình nói thẳng như bây giờ bài meta phép đi, nó không có đồ sát thương phép thì bạn làm cái gì, đặc biệt là nếu mà nó không có cây bảo là đã thấy giảm đi 20-30% sức mạnh rồi đúng không, không có cây bảo là đã bị giảm đi 20-30% sức mạnh rồi, cho nên là nói chung thì dù có bài phép có mạnh thì cũng phải có đồ thì bạn mới ăn được người ta, chứ còn không thì cũng thua thôi. Cũng thua thôi. Ôi da, anh tiêu đẹp, anh tiêu cái nữa đẹp, anh tiêu cái nữa, ôi da cái nữa, thôi 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 thua rồi, bị con rồng phun nước miếng nó phun vô thì thôi thúi quắc luôn. Shadow Rawler ghê nhỉ, Shadow Rawler lâu rồi mình không có chơi con Shadow này. Lâu lắm rồi mình không có chơi con Shadow Rawler này. Ok, 3 assassin thôi lấy luôn, vậy là hợp lý. Đồ có kiếm gãy, có nếu mà trận này để coi hiệp này rớt cái gì, có kiếm gãy, có tinh thạch sinh lực. Tinh thạch sinh lực bây giờ lên cái mình khoái bây giờ biết sao, mình hay lên cho mấy con mà carry của dạng của mình á, mà nếu mà là carry theo cái dạng là tay ngắn đó, mình hay lên cái còng tay đó, cái còng để làm gì, hồi máu 1% máu mỗi giây ngon à. 1% máu mỗi giây ngon rồi à. Anh em nào không biết anh em sao, chứ mình là mình thấy 1% máu mỗi giây là ok dữ lắm luôn à, tuyệt vời đó chứ không phải đùa đâu nha, 1% máu mỗi giây là rất ok luôn á. Đó, cho nên là mình hay lên lắm, mình hay lên cái theo kiểu vậy lắm, là 1% máu mỗi giây đó, là lên lên để đó thôi, có hồi hay được hay không thì tùy. Có hồi được hay không thì tùy, nhưng mà tóm lại là mình lên để im đó, có dùng được thì dùng, không dùng được thì chút xíu chúng ta tính sau,
lên mà lên Kira nữa thì càng tốt. Nhưng mà lên Kira thì phải đòi hỏi thêm một cái món trang bị nữa, nó hơi xa vời. Trời đất ơi, cái gì đấy, bài xấu dữ vậy trời, đây rồi ác mộng nè. Bây giờ lấy con này, bán con The Shore đi, để vô lấy hai Warlock, có hút máu, có hút máu cho con gấu nó ăn tiêu, nó hồi lại được chút xíu máu thì con gấu nó sẽ trâu hơn. Wow, thời tiết dễ bệnh vãi đái luôn, cứ kiểu cảm giác như đi làm về mà nó mưa, mà nó không mưa mới cứ lâm râm, vừa vừa nắng mà vừa mưa, trời ơi, chán thiệt. Ok, được không ta, được không, no, không được rồi, cờ nai nó xanh. Đó, thấy không, cờ nai ngựa, ngựa hai có vẻ như cờ nai này khá xanh rồi đó. Nếu như mà cờ nai, ui phép, shit, từ từ mua con già vô, mua con già để đây không phải là để mình đi phép nha bạn. Nói cho bạn biết là mua con già để đây không phải mình đi phép nha, đi được thì tốt, đi được thì tốt, nhưng mà mục đích tối thượng của mua con già để đây là gì? Hy vọng là thằng khác đừng lên 2 sao quá sớm. Nó mà lên 2 sao nó sớm, nó chưởng cho thì muốn bệnh luôn. Nó chưởng cho thì đúng kiểu là khóc thét luôn á. Mình mua mình để im đây thôi. Mình mua mình để im đây thôi. Hy vọng là mấy thằng khác đừng lên quá sớm. Chứ nó mà lên sớm nó chưởng cho bạn thì đúng kiểu là má nhìn không ra luôn. Ôi da, cờ nai, hai ba thằng đi cờ nai chứ không phải giỡn nha. Thằng này cờ nai mà nó có chuỗi nữa, dữ đấy, cũng kinh đấy nha, cũng kinh khiếp đấy. Hai thằng đi cờ nai, hai thằng đi phép, chết rồi, quải chè đậu luôn á. Vô chưa hết thấy là hai thằng đi cờ nai là mình thấy assassin của mình là hơi hơi thú vị. Nếu như bạn đi gấu nha, mà con gấu của bạn dồn đồ á, là bạn gấu dồn đồ gấu assassin mà bạn gặp Knight thì đúng kiểu là cũng 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 khóc thét luôn á, tại vì cái nó bật cái shield lên đâu có đam đâu. Mà cũng khó, nếu mà bài này thì bây giờ mình, nếu mà là mình đó nha, bài này chút xíu á mình chuyển về mình đi, nếu mình đi được Warlock á thì tốt, còn không đi được Warlock mình chuyển gì đi assassin luôn. Đi assassin luôn là hợp lý, chứ còn mà bây giờ mà đi gấu, nuôi gấu này á, cái kỹ năng của con gấu, bạn bạn nhớ không, bạn nào nhớ cái kỹ năng của con gấu là gì không? Chắc là mấy bạn không có nhớ đâu, để mình nói cho bạn nghe nè. Cái kỹ năng của con gấu á là càng đông thì nó gây càng nhiều đam, càng đông thì càng gây nhiều đam, mà nó solo á thì nó chỉ có chết thôi. Cho nên con gấu này nó không kết liễu được đối phương, bắt buộc bạn phải có một con kết liễu đó, đội hình đối phương. Con nào mình không cần biết, nhưng mà Shadow của mình sắp lên 3. Tao bán con già đi luôn quá ta. Thì con già này chắc chắn là mình không chơi rồi đó. Chắc chắn là không chơi rồi. Đồ của mình thấy vậy chứ đi già cũng chưa chắc gì đã ngon. Nhưng mà ok, lên được luôn, mua con này để vô rồi từ từ. Vậy đi. Kệ nó, giờ giết mấy thằng phép mà để cho mấy thằng cana. Còn mình á, bây giờ làm sao sống được cái đá rồi tính, chứ còn bây giờ mà ôm đó tha. Thằng này đi goblin cũng ôm phép rồi bạn thấy không? Bây giờ mình không cần biết bạn đi đồ hình gì, bạn có già hai là bạn bá đạo. Bạn có già hai là ngay tại lúc đó là bạn xanh. Mình không biết bạn đi đồ hình gì, mình không cần biết. Ngay tại lúc đó bạn có già hai là bạn ok. Rồi, bốn gấu rồi nè, úp cấp luôn ta. Khoan từ từ. Bán con này đi, đúng rồi. Lấy con assassin ra thôi, bỏ ba assassin thôi, hiệp sau là lên 8 rồi. 18, 22, 26, 26, 30, vậy là vẫn phải tốn tới tới 16 địa tiền. Hiệp này là vậy là cũng phải thiếu 2 tiền. Ok. Ơi chà. Nhanh nào. Hiệp 20 rớt đồ gì? Chắc chắn là không thua hiệp 20 rồi, Shadow rồi còn này kia nữa, đội hình mình cũng ok lắm. Thua hiệp quái nào cũng được, mình nói rất nhiều lần là thua hiệp quái nào cũng được. Tinh thạch sinh lực ngon, tinh thạch sinh lực ngon, quá ngon luôn là đằng khác.
Tinh thạch sinh lực lại ngon. Đúng rồi, hay lắm nè. Trước tiên là mình lên cây xích trước. À, trước tiên là mình lên cây xích trước đi. Đó, ấp nè, vẫn thiếu nè, thấy chưa? Đó, vẫn phải lúng tiền lên cây xích nè. Bị động duy nhất hồi HP 1% mỗi giây, thấy chưa? Sau đó mình sẽ lấy cây búa, cây quên là cây kiếm gãy nữa, lên cây chùy. À, cây chùy. À, lên cây chùy đấm cho nó đau, đúng rồi. Thì có một cây kiếm gãy ở đây thôi, không có kiếm gãy nhiều. Chỉ có đúng một cây kiếm gãy thôi, lên cây chùy. Rồi. Đó, rồi bây giờ có thể lên thêm tốc đánh đồ, tốc đánh thì nhiều. Mà bây giờ cái kiếm gãy quan trọng lắm nha. Ở cái kiếm gãy đúng kiểu quan trọng luôn. Tại sao? Cái kiếm gãy là nó có thể lên được cái cuốc đỏ. Cái cuốc đỏ mà lên được cây chùy máu á, thì bây giờ là nó có hồi máu. À, nhưng mà lên cây đó thì thường đa phần á, là chút xíu không có cái mặt nạ đỏ đâu luôn. Không thấy mặt nạ đỏ đâu luôn. Tóm lại là bây giờ muốn mà trâu á, thì lên cho mình cái còng trước. Cái còng tay là cái mà bạn phải để ý. Ở cái còng tay, chén thánh, hai cái đó là hồi máu. Giai đoạn đầu không có hút máu mà. À, tao với mày có một mạng thôi, không có hồi chút xíu nào hết á. À, không có hút chút xíu nào á, tao mày chơi. Đến tao mày chơi đó, vô tao mày rất là tay đôi luôn đó. Tao là một ống máu, mày một ống máu, chơi nhau tới chết thì thôi. Chứ không hút máu đâu, có hút máu đâu. Bài mình có Warlock thì mới có hút máu thôi, chứ trang bị là không có rồi đó. À, trang bị là không có hút máu rồi đó, thấy chưa? Bởi vậy mới nói là bây giờ tao mày con ống thôi, chơi với nhau tới nào hết máu trước nó thua. Chứ hút chỗ nào, là khi nào mà có Warlock thì còn mới ra, chứ còn không có nè. Già gặt nè. Ôi hay quá, già này già một trưởng chưa tới đâu hết. À, già một trưởng chưa tới đâu hết, vẫn còn ổn, vẫn còn ổn. Vẫn còn ổn. Ôi sao bị choáng vậy ta? Choáng này, choáng này, già này, già với chúng tôi này. Ok. 8 mà chắc xoay Sarac Ranger mua. Kiếm sĩ cáo lửa. Ok, mua con này vô luôn nha. Trời ơi được quá luôn. Khỏi phải bàn. Lên con này chút xíu thì bạn biết rồi đó, mình hay chuyển về kiếm hồn lắm luôn, cho nên lên con ác mộng này trước chút xíu nữa lên kiếm hồn cái mình được cái hai linh hồn đó. Lên, đó thấy chưa? Mặc dù là mình bỏ một cái gậy tóc đánh nha, nhưng mà mình chấp nhận. Tại sao? Lên cái vĩnh hằng thì lên cái vận mệnh trước, chút nữa lên được cái vĩnh hằng thì còn có cơm nguy cơ là sống với thằng phép, chứ còn không có là không có sống luôn, không có thì chỉ có chết thôi. Thấy có hai thằng đi phép rồi thì vừa phải sắp sắp xếp lên cho mình cái kháng phép liền, không cần nói nhiều. Nhưng mà đáng lẽ hơn cái này, nếu như mà không có thằng nào đi phép, mình lấy cái kiếm gãy, mình hồi nãy mình lấy cái quên rồi, cái gậy gỗ là tăng thêm tốc đánh, là bây giờ con Shadow của mình ngon chứ đúng không? Nhưng mà giờ không lên, không lấy cái này thì chỉ có thua thôi, không có đường thắng mà, không lỡ thằng phép mà nó xanh thì nó chỉ bạn gặp nó thì mình chỉ có chết thôi. Nhiều bạn nói Assassin là khắc chế của phép mà anh, đúng, nhưng mà nó đi bốn đá thì khắc chế kiểu mẹ gì. Bốn đá là khắc chế ông nội của Assassin. Cho nên là mấy thằng phép bây giờ nó hay kẹp đá dữ lắm, cho nên là đúng là thằng Assassin là khắc chế của thằng phép á, clear nó lẹ đó. Nhưng mà bạn phải nên nhớ là thằng phép vẫn có con bài để khắc chế ngược lại bài thằng Assassin. Cho nên là cẩn thận hết sức có thể. Không phải dễ đâu bồ, không phải cứ muốn ăn ta là dễ đâu. Bán gấu thôi, gấu bây giờ mà để nữa thì chỉ có thua thôi bạn ơi. À, bán gấu thôi. Ok. Ok. Sa sao ui, Shadow đứng đó trâu phết nha. Ui à. Ui à. Rồi sao? Rồi bị phun nước miếng thì thua rồi. Thế mình thấy không? Mình nói rồi, con gấu nó solo là thua. Con gấu mà nó solo nó thua, nó gây được rất nhiều đam hội đồng, nhưng mà nó mà solo thì nó chết, không có nói nhiều. Cái đó thì bạn phải tự hiểu thôi. Cái đó mà nhiều bạn hỏi tại sao vậy anh, thì cái đó là nó là vậy thì bạn phải chấp nhận thôi. Bây giờ bạn đừng hỏi mình tại sao. Cái kill của nó là cái kỹ năng của nó là nó có cái đó trong đó luôn mà. Nó càng nhiều mục tiêu thì nó gây đam càng to. Đây da. Khoan, cái này để im, cái này ghép lại lấy cái câm lặng đó không ngon lắm, chút xíu nữa để mình tính sau. À, chút xíu để mình tính sau, ghép lại nó chỉ thành có một món thôi. Nó ok, Assassin bây giờ 6 Assassin này nè, chắc là dồn đồ Shadow là hợp lý bạn ơi. Shadow này Shadow 3 rồi. À, Shadow này Shadow 3 mà tinh thể mana, trời đất ơi hay dữ vậy ta.
Hay dữ vậy ta, đau quỷ luôn bạn ơi. Ghê thiệt luôn á. Đau quỷ rồi lấy cây gậy như ý luôn, kệ nó. Giờ mấy cái kia là nếu mà giờ lên cái bảo cũng được nè. Lên cái bảo cũng được nè, lên cái nhưng mà cái tù và lại chưa có. Cái trận này là lên tù và là ngon nhất luôn, mà nói thẳng vậy luôn á. Cái trận này mà mình lên được cái tù và là mình nói thiệt luôn, mình bá đạo. Nhưng mà có cái là không lên được cái tù và, tim mình không có hút máu. Cho nên phải đi warlock nè, cho nên mình ép cái tù và trước. Ép cái trống đi. Chút xíu mình lên cái tù và sau, còn bây giờ mình ghép gậy như ý đó, hồi phục nha bạn. Cái gậy như ý có hồi phục nha, hồi 10 máu thì nó cũng không nhiều lắm, nhưng mà kệ. Không có hút máu thì phải lấy hồi máu vô bù. Shadow bar không nói nhiều. Được. 400 đam, 0.7 tốc độ đánh chưa ngon. 0.7 là thấp lắm nha bạn. Assassin là phải cần 0.6 hoặc là 0.5. 0.4 thì nó mới tuyệt vời, chứ còn 0.7 Assassin tính ra là khá là chậm. Rất vô trận bạn có thể ăn rất nhiều cái hiệu ứng khống chế luôn, thí dụ giống như là cấm đánh rồi khóa tay các thứ rồi choáng rồi tuôn đủ thứ đó, cho nên là bạn phải có tốc đánh nhanh, lia đối phương càng nhanh càng tốt, tránh tình trạng là ăn hiệu ứng khống chế. Ăn hiệu ứng khống chế thì Assassin không thở nổi máu. Mà nghĩ Assassin nó máu nhiều lắm, mà Assassin nếu mà bạn chơi game, bạn là một người chơi game từ rất lâu thì bạn biết là sao, tăng cơ là máu nhiều đam ít. Sát thương là sao, đam nhiều máu ít. Mà thằng Assassin là sao, Assassin nó có giống hơi giống AD chút xíu là đam to máu nhỏ, nhưng mà được có cái là kỹ năng nó nhanh nhẹn, nó phải đưa vô giết người liền nhảy ra, chứ nó đưa vô nó không giết được người ta, nó nhảy ra thì nó cũng chết. Tại sao AD á, là nó bắn tay là nó đam, nó liên tục đam, DPS là liên tục đam theo thời gian, còn thằng Assassin là sao, đam burst skill là nhảy vô có kỹ năng ra hết kỹ năng, đối phương không chết nhảy ra thì cũng chết thôi, hết hết đam chỉ có bỏ chạy thôi. Chạy được thì tốt, còn không chạy được thì chết. Còn AD nó còn thả diều được đó, ông nào chơi game là ông sẽ biết vậy. Assassin nhảy vô giết được người thì ngon, còn nhảy ra nhảy vô hết chiêu rồi mà chưa giết được người ta thì chỉ có chết thôi. Kiểu như là Assassin kiểu kiểu như là kêu bằng gì ta, rút đao là phải có máu, chứ mà rút đao mà chém người ta không chết là thì thôi xong mạng, bỏ mạng. Con Shadow này lâu rồi mình mới chơi lại, thật sự luôn, con Shadow này lâu lắm rồi mình mới chơi lại, ngay cả Assassin cũng lâu rồi mình mới chơi lại. Tại vì Assassin bây giờ rồi bạn biết đó, bị bóng đá nó hành, nó bán hành ghê quá, bị bóng đá bán hành ghê quá, cho nên là mình hôm nay mình cũng ngại đi Assassin lắm. Assassin nhảy vô hóa đá mẹ chết luôn á, chứ gặp thêm bây giờ là ghê. Cái chỗ là sao, cái bảo nữa, nó kích hoạt mấy cái con lai ghê lắm, con lai là nguy hiểm. Ok. No. 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 Trời ơi, thua. Vẫn thua thằng Cờ Nai này. Thằng Cờ Nai này 16 trận thắng liên tiếp rồi. Mình cứ ngưỡng là mình húp được, nhưng mà không húp được bạn ơi. Khó quá. Khó quá khó luôn. Mình cứ nghĩ là mình sẽ húp được nó. Nếu mà mình húp được cái chuỗi đó là bây giờ mình lên hương rồi. Húp được cái chuỗi đó là mình có thể, bây giờ là mình có thể lên được level 9 mẹ luôn rồi đó. Hai thằng đầu bảng, hai thằng đang xanh, một thằng Kanai, một thằng hình như đi Warrior thì phải, thằng nhì bảng đi War, thằng đầu bảng đi Kanai. Cũng căng, cũng khá là căng thẳng. Tại vì nếu mà thằng đi War á, nếu mà đi War chuẩn á thì Kanai gặp War thì cũng hơi khó, cũng hơi khó. Nhưng mà nếu mà War thượng đẳng, nhưng mà nếu mà quên Kanai thượng đẳng thì gặp thằng War thì cũng dễ chơi, tại vì nhiều slot á, mình có thể thay thế đồ cũng khá là dễ luôn. Đặc biệt là nếu mà Kanai đi xuyên thì thôi, War Good. Kanai đi xuyên thì War Good, nhưng mà giờ cũng hiếm người đi Kanai xuyên đó bạn. Nhưng mà nếu như mà gọi là đối đối trọng trực tiếp á, về cuối rồi đó mà thấy đối phương đi War rồi thì Kanai chuyển xấu xuyên đẩy xuống dưới cũng được. Hoặc là còn nếu mà bạn nhiều slot á, thì thôi nhiều slot vô chờ xoay con Dark Spirit cũng được. Warrior thì mình nói rồi, dù có update cỡ nào đi nữa thì Warrior gặp Dark Spirit vẫn là một cái gì đó nó rất là bá đạo. Warrior mà gặp Dark thì đúng kiểu là kêu mẹ liền, mẹ tha con, mẹ tha con liền.
sơ sẩy thôi là thằng Warrior. Ôi nè, thằng Warrior nó làm con Knight luôn mà, nó làm mất cái chuỗi Knight luôn mà, thấy ghê chưa? Rồi nó húp luôn cái chuỗi luôn. Vậy thằng Warrior xanh rồi, vậy thằng Warrior xanh chắc rồi. Bây giờ hiệp 30 rớt đồ cái gì mới là quan trọng nè. Nếu bây giờ hiệp 30 nếu mà ngon á, rớt cho mình cái mẹ gì mà lên Kira quát á, lên cho mình cái Kira đi. Mình đi hai Kira. Team toàn tay ngắn thôi bạn. Team toàn tay ngắn thôi, chết con nào là đều búp cho Kira hết. Cho nên là con Shadow cầm cái đó nó sẽ con chút nữa nó gặt nó rất là ngon. Tại vì Kira nó không không những tăng máu mà nó còn tăng sát thương nữa bạn. Cho nên là cần thiết có một con Kira ngon. Gì nhỉ? Gì nhỉ? Gì nhỉ? Tinh thể mana là thấy. Chà. Rớt đồ vậy thì chết mẹ rồi. Ôi, mảnh minh hồn luôn, thôi kệ. Cũng không sao, lên được thêm xíu tốc đánh cũng đỡ. 0.6 thôi kệ. Đương nhiên là phải lên cái trống rồi. Khó thiệt sự luôn các bạn. Đúng kiểu khó luôn á. Bây giờ lên cái trống đi, chứ bây giờ mà không lên cái trống thì chút xíu nữa cũng dư, không thiếu đồ cũng thế. Không hiểu được luôn á. Mình không hiểu tại sao luôn nha. Cảm giác giống như là nó thiếu cái gì đó đó. Mặc dù đi Assassin mà lên được cái này cũng được, đồ như vậy thì cũng khá ngon rồi, nhưng mà mình cảm giác vẫn thiếu cái gì đó. Căng nhờ. Ốc ba chăng? Không được. Từ từ. Từ từ, ốc lên cũng không có đồ các bạn. Nên nhớ ốc bạn có lên 3 sao thì cũng chưa có đồ. Để im đó, con Shadow gánh được. Con Shadow gánh được, này đi quơ đúng không? 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 Chặt nè, chặt nè, chặt nè, chặt nè, chặt nữa nè, chặt nè. Mày nè, mày nè, mày nè. Lụm cái chuỗi. 7 tiền vào mồm. Khác liền. Shit. Từ từ nha, up 10 cái. Rồi mình bán con này đi. Mình mua con kiếm hồn vô. Con đắt có nên lấy không ta? Tại thằng quơ mình mới ăn được nó. Thằng quơ mới ăn được nó, bây giờ là mình đi kiếm hồn này, mà nếu kiếm hồn 2 thì khỏi cần đắt điếc gì hết, vẫn vẫn lượm thằng quơ bình thường. Vậy là chúng ta có hai linh hồn rồi nè. Căng nhà, thôi bỏ qua luôn đi. 5 tiền, đáng lẽ cũng lấy nhưng mà hết tiền rồi bạn ơi, không có bán được. Bán cái con gì? Giờ bán con ốc hả? Không có bán được con nào hết. Cũng tiếc đấy, nếu như mà lấy đắt thì cũng ngon đấy nha. Ba này cũng có 4 tiền thôi, giờ chỉ phải bán thêm một con ốc nữa. Hoặc là bán con cây đi để con này vô hả? Khó quá, khó quá. Từ từ bạn ơi, để mình suy nghĩ coi. Có Dark Spirit bây giờ mua không ta? Thằng Knight này để thắng Knight không ta? Nếu mà thắng Knight bán hai con kia thì vẫn mua được con đắt á. Thôi khỏi mua mẹ luôn đi, mệt quá. Chắc thắng rồi. Từ từ. Thằng Knight này hay là thằng Warrior mới là thằng về cuối đi chứ. Khó vậy. Thua luôn à. Vậy giờ sao? Không đủ tiền mua. Kệ đi, không sao đâu. Cái này mới ghê nè. Cái này mới ghê nè. Vậy mua hai con gấu hai nó ngon hơn chứ. Con gấu hai nó ngon hơn con cây này chứ đúng không? Bán con này đi, mua con gấu vô. Gấu hai sao lấy tiền. Đúng rồi, hợp lý luôn. Từ từ để mình coi coi bài này như thế nào. Có vẻ như là chúng ta đang về cuối trận rồi, nhưng mà đồ mình cần thiết Kira chưa có. Nhưng mà mình có kiếm hồn, mình còn một cái trứng ở đây nha bạn. Bây giờ kiếm hồn mình chỉ ra một mảnh nữa thôi. Dồn đồ là lên kiếm hồn 2 là mình dồn đồ cho kiếm hồn luôn. Dồn đồ cho kiếm hồn luôn, tại vì kiếm hồn ăn được, chắc chắn là ăn được với đội hình này.
À, kiếm hồn mà là lãng sạn là như kiếm hồn làm gỏi mấy thằng này liền. Ghê, 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 ghê. Đâu, coi coi kiếm hồn ở dưới đó là ai đây. Wow. Uống cái nước cho anh tỉnh táo à. 11.000 đam con Shadow các bạn, thấy ghê không? Nhiều hơn con già bên kia nữa. Không, con Shadow này cũng khỏe, nói chung là cũng có đồ. Bây giờ mình chờ lên Kira thôi. Chờ lên Kira thì nó sẽ hồi máu được nhiều, nhưng mà nó bị giảm kháng phép với lại giảm cái giáp. Nhưng mà giảm giảm chứ nhầm nhò gì. Giảm giảm mà thoải mái. Có hồi máu cho tao là được rồi, lên Kira là kích, tại vì sao Kira team mình có chết hết đi nữa đó thì nó cũng hồi máu cho con, nó tăng máu với lại tăng sát thương lên cho con Shadow. Hy vọng cuối bây giờ phải dồn vô một con như vậy để chơi thôi, nhưng mà mình nghĩ là mình về cuối đó, mình sẽ không chơi với phép. Có thể là mình sẽ không chơi với phép đâu, một là thằng Warrior, hai là thằng Knight. Thằng Warrior đang máu rất cao, để coi thằng Knight này sống nổi không. Thằng Knight này sống không nổi rồi. Với bạn coi là anh xin gì đâu mà Shadow vô gặt 17.000 rồi nè, 18.000 rồi nè, 20.000 luôn. Vậy rồi sao thằng quên này chơi nổi. Quên, thằng Knight đi nổi rồi, ốc ba luôn đó, thấy chưa. Đó, vậy thằng này lội khỏi dòng chiến, dù nó có vô vòng trong thì nó cũng thua thôi. Nó cũng chết với mình thôi. Nó không có cơ hội, phải không? Ok, trời ơi, rớt đồ, thằng nào rớt đồ đấy. Thanh Kiều lên cái chén, lên cái chén thánh luôn, tại mình có gậy rồi, mình lên cái búa. Đúng rồi, xong lên cái chén bỏ vô luôn, hồi HP cái gậy như ý hồi, cái chén hồi đó, hai cái đó là thấy hồi máu là con Shadow. Bây giờ nếu mà cần thiết mà đánh trì trạc á, là con Shadow này vẫn ok luôn á. Vẫn ok luôn nha. Hiệp này phải ra Kira đi. Thằng kia đầu bảng nó quơ, nó có sao rạc 2 rồi. Sao rạc 2 thì Assassin mình làm được. Rồi sao rạc 2 thì Assassin mình làm được, chỉ cần gạt cái chết. Chí mạng một cái thôi là làm được. 400 mà nhân cho 4 thì khoảng chừng thốn đấy. Cái giáp này thì đó, đúng rồi. Phải lấy Kira thôi bạn ơi, Kira là hoàn hảo. Mua gấu. Rồi lấy cái trứng ấp gấu luôn. Rồi lấy cái trứng ấp gấu luôn, mua cái trứng vô xoay. Kiếm hồn đi. Trời. Kiếm hồn là ngon rồi đó, nhưng mà thôi, không sao, không sao hết. Vẫn còn ok, vẫn ok, vẫn ok lắm nha. Rồi thằng Gnai này chết rồi. Nhìn thấy nó là đi đồ hình đó là biết chết rồi. Vậy là về cuối mình với lại thằng Warrior. Vậy biết nãy lấy Dark Spirit. Mẹ biết trước đã giàu. Thằng phép này thì loại khỏi dòng chiến nè, nó rồi, thằng phép này loại khỏi dòng chiến, làm gì có cửa. Làm gì có cửa bạn nè, thấy không? Con Shadow nó chạm một cái thôi chết, chạm cái chết, chạm cái chết là không có cửa cho thằng phép rồi. Lên 2 sao luôn, bán luôn, đúng rồi. Kiếm hồn. Kiếm hồn rồi không có luôn, không có kiếm hồn luôn. Nếu như mà có kiếm hồn dáng này thì chính quơ, nói chung là chính quơ cũng trâu đấy. Phải như vậy nãy mình quên đó, mình đâu có kiếm gãy đâu. Phải như có kiếm gãy là mình nhiều kiếm gãy đó, mình ghép cho nó cái chùy là ngon rồi nha. Mà nếu mà lên ghép ghép cái chùy máu thì bây giờ cũng đâu có lên được cái chùy máu đâu. Làm gì có cái mặt nạ nào, nãy giờ chưa có cái mặt nạ nào luôn á. Không có mặt nạ thì lên đâu có lên chùy máu được, thì phá giáp thằng quơ kiểu gì. Thôi kệ, không sao. Gạt đi em, gạt đi. Gạt đi em, gạt đi. What, con Shadow sao đứng ngay chỗ đó không đánh vậy? Ô Shadow bị cấm cấm đánh hả ta? Không đánh được cái nào luôn mà. Chết tiệt. Chết tiệt thiệt luôn. Lấy Dark Spirit trở lại.
Chuẩn bị đi bốn đá thôi. Chuẩn bị đi bốn đá thôi, phải có đất thôi. Hai thằng chỉ ngại thằng quơ thôi, chứ còn hai thằng kia mình làm gỏi được, mình làm gỏi cái nhẹ liền. Ok, hay là để mình đổi đội hình qua đây cũng được, từ từ. Bài 0.6 tốc đánh đúng là hơi thiếu tốc đánh thiệt, nhưng mà vậy cũng được rồi, không không đến nỗi là phế, nhưng mà mình vẫn cần một thêm tốc đánh nữa, nếu mà 0.5 thì sẽ ngon hơn. Rồi thằng cờ nai cũng trâu nữa chứ bộ, ngựa ba các thứ đúng không? Nhưng mà nói rồi, không có tuổi, không có tuổi, ngựa ba thì ngựa ba chứ sao? Nè ba đi. Ba mẹ cái mẹ gì Kira mà bạn Kira. Sát thương to, máu to. Rồi. Ghê vậy, giáp xoay luôn. Cái này lên giáp xoay luôn. Đúng rồi, giáp xoay nữa, vậy là đưa cho Shadow rồi. Bây giờ thằng phép nó chết rồi. Thằng phép nó chết rồi, lấy cái áo kháng phép ra đưa cho con ốc đi. Xong lấy cái giáp xoay để vô cho Shadow. Thằng phép chết rồi. Ok. Đó, đưa vô cái này vô qua đây rồi, xong. Shadow bây giờ trâu nha, máu nhiều nha, 4.200 máu là máu cơ bản á. À, cộng đồ này kia thôi đó, chứ chưa có phải là một cái Kira đâu. Kira là con này phải 10.000, con này phải 9.000, 8.000 gì đó. Chứ giờ 4.200 rồi mà. Nè, gạt nè. Gạt nè, đó, đánh được mà, đó, nè, đánh nè. Trời ơi, nó quýnh chính quân vỡ mồm luôn chứ chẳng đùa. À, chính quân vỡ mồm. Đùm ba nè, đùm ba nè, 12.000 đam, thấy ghê chưa? Bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa? Đây rồi. Trường à, cái này ghép gậy hét. Mang hiệu ứng khống chế, ghép gậy hét là hợp lý. Hiệu ứng khống chế hét con nào cũng được, kệ ta không cần quan tâm mày hét con nào hết, nhưng mà tóm lại là có hét là tốt. Shit, bây giờ có linh hồn lửa nè, bây giờ mình lấy con ác mộng ra, mình bán con ác mộng đi, mình mua con linh hồn lửa vô, chắc là hai con này là phải bán đi rồi. Mình đây đi bốn đá là sẽ hợp lý hơn nha bạn, mình đi bốn đá là sẽ ngon hơn, ngon cơm hơn rất là nhiều luôn. Thằng quơ này thì bốn đá là hợp lý. Đây rồi, chén thánh, đúng rồi. Bạn ơi, có cái bạn ơi giảm 15% sát thương. Ôi, lên cái đó luôn, lên cái vĩnh hằng luôn, lên cái vĩnh hằng. Mặc dù là Doom thì bạn biết là đâu có nhầm nhò gì tới vĩnh hằng đâu, đúng không? Kệ, ta không cần quan tâm, miễn là có Doom là ok. À quên, à có cái vĩnh hằng là giảm sát thương là được rồi. Cái này thì ghép luôn, cái này câm lặng đối phương, câm lặng con nào cũng được, kệ mày, không cần quan tâm. Lên ngon không, cái búa xét phải giữ lại để tăng tốc đánh bạn ơi, chứ còn lên đồ thủ cũng tốt thôi, nhưng mà chí mạng thì cỡ này thôi bạn ơi, hết rồi. Đâu đâu đâu, thể hiện rồi, thể hiện giùm tao cái coi. Một chí mạng nè, chí mạng nữa, chí mạng. Ok. Trời châu. Damn. 23.000 đam. Trời ơi. Cái đam này quỷ đam thiệt luôn á. Ôi, ghê. Ghê. Mua. Tiếp. Trứng à, chết cha hồn. Dư trứng quá. Bây giờ đặt hết tất cả vô Shadow, con nào cũng được, Shadow con nào cũng phải đặt hết tất cả vô cho em luôn á. Đó, đưa cái này cho đắt mới được, đắt phải gồng được. Đắt phải gồng được thì may ra mình mới mới dễ thắng, chứ còn đắt không gồng được cũng thua. Ok. Sa Rạc Lenser qua kia, chó ba hả? Chó ba làm gỏi chó ba luôn, Doom ba hả? Sao? 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 Gạt đi em, gạt đi. Má vẫn thua ta. Vẫn thua nha, 19.000 đam. Ôi, được, từ từ. Cái này phải kiếm được bốn đá. Này phải kiếm được bốn đá mới ngon. Linh hồn lửa, linh hồn 2, linh hồn lửa 2 sao. Kiếm hồn thì chắc là bỏ qua rồi đó, nhưng mà mình bán con này đi, xoay cái nữa. Dark Spirit thì chắc chắn là bán kiếm hồn rồi. Mua con đắt vô lấy cái trứng úp đắt 2. Đúng rồi. Để lên đầu luôn, tất cả mọi thứ đưa cho đắt đi.
mình lấy cây câm lặng mình đưa cho đất luôn cũng hợp lý luôn á. Tóm lại là mọi thứ đưa cho đất hết cũng được, cái gì được, nhưng mà đất này gồng được rồi nha, đất này gồng được chắc luôn nè. Đó, gồng được liền, đặt cái vòng liền, đặt cái vòng cho anh coi, đặt cái vòng. Ừ, hay quá, cuối cùng cũng gồng được cái vòng, tốt lắm. Rút máu, đầu nhà, đầu nhà, đầu nhà, đầu, 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 đầu. Stone Spirit nè, và lấy con chó gấu ra, lấy con gấu ra, xong rồi lấy một con assassin ra nữa, đó, bốn hóa đá không nói nhiều, bắt bài liền, chuyển bài bắt chết thằng quơ liền, quơ này quơ tồi, quơ này quơ tồi. Chưa đâu con, chưa đâu, chưa ngon đâu, thấy vậy chứ không ngon đâu nha, lên 2 sao luôn là tốt, đúng rồi. Ok, trời, được liền, bạn ơi, bốn đá rồi khỏi phải bàn, bốn đá thì khỏi phải bàn, trời, thằng này 3 sao một đống, đi quơ 3 sao vãi đái luôn á. Ờ, nhưng mà 3 sao để làm cái gì, đắc hai nó rút cho thì đúng kiểu là nó rút tới xương luôn bạn ơi, đắc hai nó rút cho thì nè, kiếm kiếm hồn hai nè, kiếm hồn hai nè, kiếm hồn 2 sao thì đâu, 2 sao thì sao, 2 sao thì sao, đây đây rồi, đây rồi rồi, hiệp 45, lâu rồi mới thấy hiệp 45 nha bạn. Tính ra là lâu lắm rồi mình mới thấy hiệp 45 đó. Để coi hiệp 45 nó ra gì không nha, rớt đồ gì mới quan trọng. Hiệp 45 bây giờ rớt, đúng vậy rồi, mảnh minh hồn lên cái búa xét xịn tuyệt vời luôn đó. Bây giờ Dark Spirit này khả năng cao là vô là có mana liền luôn, khỏi chờ. Đắc đắc này là vô là có mana liền luôn là tốt. Gồng một cái là con quơ bên kia thì chết, mình đã nói rồi, warrior mà gặp Dark Spirit thì có nước mà chôn thay thôi. Ok, trời nó coi bảo đúng rồi, mảnh minh hồn là chắc rồi, mảnh minh hồn là chắc rồi, búa búa xịn 0.5 đó. Nhưng mà lấy bảo tại sao, bên kia cũng có những con tướng nó sử dụng kỹ năng, mình lấy bảo đi để làm gì, câm lặng. Không, mặc dù là cái con Dark Spirit á nó không có hiệu ứng phép, nhưng mà nó cũng có câm lặng được là tốt. Thôi vậy thì mày chết rồi, như vậy thì tụi bay chết rồi. Bảo mà con đắc ra bảo, con lai giật xét, con lai giật hiệu nội tại thì thua nè. Bạn coi nè, con đắc nè vô có mana liền đó, nổ liền, nổ liền luôn, chưa gì hết vô là có 3.000 đam liền đó. Đó, nói gì đi, nói gì đi, nói gì đi bạn, nói gì nữa đi. 2 sao luôn, 2 sao luôn cho tao, 2 sao luôn, hủy diệt. Không có, không có, 2 sao, 2 sao, 2 sao luôn, không có luôn. Trời ơi, xui dữ vậy ta, nó ra một mảnh nữa mà nó đây mà ơi, sắp tới hiệp 50 rồi nhưng mà mình còn 1 máu, nó còn 2 máu thì bạn biết đi, tự hiểu. Bạn đã nói rồi, Dark Spirit vô là kích hoạt kỹ năng liền, kích hoạt kỹ năng liền là nó câm lặng, câm lặng thì con lai nó nổ liền. Nè, dồn dồn lại nè, câm lặng là nổ. Thốn 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 thốn, ôi thốn, oh my god, oh my god, oh my god, Shadow, 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 Shadow nào, Shadow nè, Shadow nè, Berserker nè, Berserker tính tiền, tính tiền liền chủ quán, tính tiền liền cho anh liền, tính tiền thằng này liền cho anh liền. No door, không có cửa nhảy mà, bốn đá rồi là hết, hết tiền, hết tiền. Ok, anh em đang xem để lại cho mình một like, ai chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel của mình, ai chưa đăng ký hội viên thì có thể ủng hộ mình một cái đăng ký hội viên nha. Thôi chào mọi người.